cái chỗ mà cái secretary của quý vị và lấy những cái giấy tờ trong ngày xong quay ngược lại làm với cơ lãnh sự bên Việt Nam thì cái đó cỡ một tuần mấy, 2 tuần. Dạ vâng, Trịnh Cảnh Duy xin hỏi diện F2A sau khi được cái đơn I-130 đó được chấp thuận rồi, muốn nộp I-485 xin chuyển diện thì bao lâu được xét? À, thưa quý vị, nếu mà quý vị những cái dạng F2B, hình như câu hỏi là F2B phải không chị? F2A. Nếu mà quý vị là cái dạng F2A thì nếu mà cái người mà quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Mỹ hiện tại. Rút tay lên nhá, xong rồi rơi như này. Hello, chào mọi người đã quay trở lại channel của mình. Video ngày hôm nay thì chắc chắn là một video rất là đặc biệt, bởi vì là rất là nhiều bạn đã muốn mình làm cái video này từ rất là lâu rồi. Trong cái video ngày hôm nay là mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình trong 6 tháng vừa qua về chuyện mình đi du học. Đây là lần đầu tiên mà mình làm một cái video Q&A như thế này. Nếu như mà mình có làm điều gì đấy kiểu mình có nói điều gì sai sót thì mọi người sẽ comment ở phía dưới cho mình biết. Thì tất cả những cái thứ mà sau này mình sẽ nói là đấy là từ trải nghiệm của bản thân mình ra, và mỗi một người thì sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Đây là trải nghiệm của mình. Câu hỏi đầu tiên đấy là mình đang học ở đâu? Đang học ở Mỹ và mình sang đây được 6 tháng rồi. Mình đi du học ở trường Marianapolis. Mình đi với ai? Mình đi sang bên này du học với các em trai thứ hai của mình. Đi du học ở độ tuổi nào thì hợp lý? Với mình ý, thì mình thấy các bạn nên sang đây kiểu ít nhất là 3 năm high school. Thứ nhất là sẽ dễ được nhận vào các trường đại học hơn này. Thứ hai là mình học được cách học của người bên này như thế nào. Phỏng vấn visa mấy lần, nên làm như thế nào thì phỏng vấn một lần là đậu. Phỏng vấn ở Sài Gòn hay Hà Nội. Trước khi mà mình đi du học ý, là mình có tham gia một trại hè. Và cái trại hè đấy thì đi qua một công ty rất là uy tín. Thế cho nên là mình đã được đậu visa lần trại hè đấy. Và lần tiếp theo này thì mình đi du học. Kiểu nếu mà đã có cái du học trại hè, nếu mà có cái trại hè rồi thì đi du học thì rất là dễ dàng.
Visa đi du lịch mình vào nước Mỹ, ngay cái lúc mình vào hải quan, nếu có người hải quan nó họ hỏi những cái câu hỏi mà lúc mà mình trả lời mà